जाता है ये मकाम। Rồi sao về 8 này đủ. Gió nước. Đây số dàn lát, dàn cầu này đu tôm nè. Vậy con về rồi xài thôi. Đầy đủ. Tôm mới xăng từ 7,5 nữa. Đây đu tôm mới dầu D bổng 7,8,9. Có gì đã. Ăn trưa cái gì mà? Ăn rau đi. Nhất của Thái. Mười hộp. Ba lít hành. Đây là số dòng máy xăng nha bà con. Bên YouTube phải không? À dân Zalo phải không? À ba ba. Nó bị lỗi không? Bị lỗi bản quyền không? Không. Để tải nhạc thử, tại vì khi up lên YouTube mất bản quyền. Đây Mitsu 6.3 mới thùng luôn anh em. Đây, phân thuốc nè, đây thuốc, phân Honda nè. Grid 35 nè. Grid 35. Đầy đủ, con sim đầy đủ luôn. Đây đu tôm nha anh em. Đu tôm hay vàng lát 5,5 triệu, à 550.000 một cái. Từ cốt xéo nó cốt thẳng, từ 7,5 triệu trở lại. Số dòng ấy. Sao? Hoàng mỏ mà. Đi 700 ngàn tiền xe ôm mà. Nó thuộc về Kiên Giang, Kiên Lương. Nào. Ông Minh. Bạn ơi, có cái bao thì sao đi xuống cái bao đi con. Không, bởi cái gì nữa đâu. Ờ để vô cái bao hờ cái gì xuống ba đó mới được. Số giờ tới tháng nha anh em. Đầy đủ. Đây Bikino. Bỏ đi về tới nhà em bỏ vô. Không, chắc nhờ nó qua lỗ quay bỏ qua giùm chứ kinh qua sao lỗ sao nổi. Khi nó qua lỗ bỏ giùm á. Ừ. Xăng mới nha. Là mới luôn. Cái dầu nó con ăn lờ nè.